Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Nghệ sĩ Giang Còi muốn được an táng cùng chàng pháo tay của những người mến yêu. Giang Còi, một đời tận hiến, suốt 30 năm không nhận quảng cáo. Đám tang cố nghệ sĩ Giang Còi, các con bật khóc bên quan tài, không gian hiu quạnh đầy xót xa. Giang Còi đi rồi, chỉ còn mình Quang Tèo ở lại. Nghệ sĩ Giang Còi muốn được an táng cùng chàng pháo tay của những người mến yêu. Tang lễ nghệ sĩ Lê Hồng Giang, nghệ danh Giang Còi, đã được tổ chức trong sáng ngày 5 tháng 8 với quy mô gia đình, chỉ có người thân. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tang lễ của ông được tổ chức trong sáng ngày 5 tháng 8 với quy mô gia đình. Lễ phát tang được cử hành vào hồi 7 giờ 30 phút và thi hài của nghệ sĩ đã tới đài hóa thân vào lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày. Theo di nguyện, hài cốt ông sẽ nương nhờ cửa Phật với sự giúp đỡ của hội Phật tử. Lê Hiếu, đạo diễn Hiếu Vích, con trai của nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ, trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với bạo bệnh, ông đã được các bác sĩ từ nhiều bệnh viện tận tình cứu chữa. Gia đình cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, bằng hữu và những người yêu mến ông. Trong di chúc để lại, nam nghệ sĩ muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và chàng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay cho lời đưa tiễn. Như vậy là trọn vẹn một cuộc đời cống hiến. Con trai nghệ sĩ Giang Còi cũng chia sẻ thêm, gia đình mong được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép. Lễ truy điệu đưa tiễn nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức chậm nhất là 49 ngày sau khi ông qua đời. Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi đã để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và những người yêu mến ông. Nghệ sĩ Quang Tèo tâm sự, ông thật sự buồn, đau xót khi không thể đến nhìn và tiễn đưa người đồng nghiệp thân thiết lần cuối cùng. Là người bạn thân thiết trong nghề, với nghệ sĩ Quang Tèo, Giang Còi là người vất vả cả đời. Dù Giang Còi có tài năng, diễn xuất tốt, được khán giả yêu mến lại đào hoa, nhưng cuộc sống vất vả, hôn nhân lận đận. Nghệ sĩ Quang Tèo cũng nhận xét Giang Còi là người tham công tiếc việc. Đến máy làm việc thì đến chu kỳ cũng phải bảo dưỡng, nhưng nghệ sĩ Giang Còi lại quần quật suốt ngày với công việc. Ông làm việc nhà, đi quay phim, làm đạo diễn, viết kịch bản. Thời gian dành cho công việc quá nhiều, cho nghỉ ngơi quá ít, nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ. Và dù là người Hà Nội, nhưng nghệ sĩ Giang Còi rất thích công việc của một nông dân. Kiếm được bao nhiêu tiền, ông đổ vào làm ao hồ, xây tường, mua giống cây, mua chó, mua gà và nuôi chúng như một người nông dân thực thụ. Anh Giang Còi thích cuộc sống như thế. Có lần tôi khuyên anh bán đất đó đi, đủ tiền mua chung cư gần trung tâm, rồi dành chút ít phòng thân, sống cho nhàn nhã, nhưng anh không thích. Anh Giang thích sống tự do, trong không gian nhiều màu xanh và thoải mái như vậy, nghệ sĩ Quang Tèo tâm sự. Nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, hưởng dương 59 tuổi, sau hơn nửa năm chiến đấu không ngừng nghỉ với căn bệnh ung thư. Giang Còi, một đời tận hiến, suốt 30 năm không nhận quảng cáo. Một lão nhà quê chất phác mang đến tiếng cười cho mọi người nhờ lối diễn dung dị đời thường. Một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng không hề màu mè, luôn tự nhận mình là một lão nông chính hiệu. Bỏ phố về quê, vui thú điển viên. Đó là Giang Còi, trong ấn tượng của những khán giả yêu sân khấu nói riêng và hài kịch xứ Bắc nói chung. Nguyễn Trà My, người bạn, người đồng nghiệp thân thiết suốt 20 năm qua của nghệ sĩ Giang Còi. Chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp vô cùng tài năng và đáng kính trọng. Tôi luôn trân trọng nghệ sĩ Giang Còi bởi rất nhiều đức tính, rất thật thà, hiền lành, chất phác. Sự hồn hậu của anh thể hiện qua rất nhiều vai diễn. Dù vai diễn lớn hay vai diễn nhỏ, anh cũng luôn thể hiện sự thật nhất, đời nhất, hồn nhiên nhất và mang đến cho khán giả những nụ cười tươi vui nhất và hồn hậu nhất. Trưởng thành bài bản từ lớp diễn viên điện ảnh khóa 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế nhưng suốt cuộc đời làm nghệ thuật, Giang Còi tự nhận mình chẳng có vai diễn lớn nào. Anh chỉ có những vai nhỏ nhưng luôn mang lại niềm vui cho khán giả. Anh đã sống một đời nghệ sĩ luôn tận hiến, trân trọng công chúng, không bao giờ nhận quảng cáo để đánh bóng tên tuổi. Nhắc đến đức tính này của cố nghệ sĩ, nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ. 30 năm làm nghề, anh đã được rất nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp mời quảng cáo nhưng anh đều từ chối. Vì anh nói, nếu mình quảng cáo cho sản phẩm gì thì mình phải đảm bảo được chất lượng vì khán giả tin mình. Nhưng việc đó lại vượt quá khả năng của một người nghệ sĩ nên anh không chấp nhận bất kỳ một lời quảng cáo nào. Đó cũng là một trong những điều làm nên nhân cách của Giang Còi. Anh luôn nghĩ cho khán giả, dù là trên sân khấu hay là trong đời thường.
đám tang cố nghệ sĩ Giang Còi, các con bật khóc bên quan tài, không gian hiu quạnh đầy xót xa. Sáng ngày 5 tháng 8, tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi đã diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút và thi hài được đưa đến đài hóa thân vào lúc 8 giờ 50 cùng ngày. Do tình hình dịch bệnh nên tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi được tổ chức đơn giản, nhanh gọn, chỉ có các con tham dự. Theo con trai nghệ sĩ Giang Còi, trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc mà ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay cho lời đưa tiễn. Con trai nghệ sĩ Giang Còi cho biết, ban tổ chức cùng gia đình mong muốn được tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép. Lễ truy điệu đưa tiễn nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại Tư Gia và Nghĩa Trang quê nhà. Thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi ông từ trần. Nghệ sĩ Giang Còi mang một nét dân dã từ màn ảnh cho đến cuộc đời. Ông cống hiến cho nền giải trí qua việc đóng phim. Ông còn đi quay phim, làm đạo diễn, viết kịch bản. Sinh thời, nghệ sĩ Giang Còi là người hoạt động nghệ thuật miệt mài. Di nguyện cuối đời của ông chỉ giản dị, được ở mãi bên nghệ thuật. Giang Còi đi rồi, chỉ còn mình Quang Tèo ở lại. Một trong những cặp bài trùng của làng hài miền Bắc, Giang Còi, Quang Tèo giờ đây đã âm dương cách biệt. Phát triển nở rộ sớm hơn so với miền Nam, từ những năm 2000, làng hài miền Bắc đã có không ít những cặp diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Xuân Bắc Tự Long, Quang Thắng Vân Dung, Xuân Hinh Thanh Thanh Hiền và Quang Tèo Giang Còi cũng nằm trong số đó. Quang Tèo và Giang Còi là hai diễn viên hài nhưng không quen thân và làm việc với nhau từ khi mới vào nghề, thậm chí là biệt danh cũng không được đặt cùng lúc. Tên Quang Tèo được đặt trước từ một tiểu phẩm nghệ sĩ đóng chung với Xuân Hinh. Anh vào vai Cu Tèo, còn Xuân Hinh là Cu Sứt. Sau này khi tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, cái tên này lại càng nổi tiếng. Cũng trong thời gian ghi hình cho Gặp Nhau Cuối Tuần, Quang Tèo gặp Giang Còi, lúc ấy vẫn là diễn viên hài Lê Hồng Giang. Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng là người xe duyên Giang Còi và Quang Tèo kết hợp đóng cặp với nhau. Cái tên Giang Còi cũng được thống nhất đặt ra từ đó. Hai nam diễn viên có ngoại hình hoàn toàn trái ngược nhau, một người to béo cao lớn, một người lại gầy gò thấp nhỏ. Một người vừa nhìn đã giống như giàu có sung sướng, người kia thì lại khắc khổ nghèo nàn. Có lẽ cũng chính vì sự đối lập đó mà Quang Tèo và Giang Còi đã tạo nên hình tượng một cặp bài trùng có 102 của làng giải trí Việt. Cứ thế hai cái tên Quang Tèo và Giang Còi ngày càng đi sâu vào trong lòng khán giả qua mỗi tập Gặp Nhau Cuối Tuần được phát sóng trên VTV3. Cặp diễn viên trái ngược có những màn tung hứng ăn ý khiến người xem cười nắc nẻ, có lúc lại phải rơi nước mắt bởi những khoảng lặng sâu cay. Dần dần, người ta quen với việc Giang Còi là phải có Quang Tèo và ngược lại, có Quang Tèo là có Giang Còi. Hễ ở đâu, trên sân khấu hay bộ phim hài Tết nào có một trong hai, nhất định chẳng thể thiếu người còn lại. Thậm chí ở ngoài đời, cả hai cũng thường xuyên gặp gỡ, có mặt như anh em một nhà khi gia đình có chuyện quan trọng. Đám cưới con cả của Giang Còi, Quang Tèo cũng tới ân cần phụ giúp, vui vẻ ra về cuối cùng khi mọi sự đã chu toàn. Ấy thế mà giờ đây, Giang Còi đã ra đi mãi mãi, bỏ lại mình Quang Tèo ở lại. Quang Tèo ngậm ngùi chia sẻ, vào hồi đầu năm, khi chưa biết Giang Còi bị bệnh, anh cùng một người bạn diễn tâm giao chí cốt đứng trên sân khấu ở tận Long Biên. Khi đó Giang Còi diễn cùng anh nhưng bị mất tiếng, nói chẳng ra hơi. Quang Tèo chỉ thương anh, nghĩ anh bệnh thường cho đến khi hay tin Giang Còi bị ngất, nhập viện do diễn viên Trà My chia sẻ. Lúc này Quang Tèo mới tá hỏa tới thăm, được biết Giang Còi bệnh nặng, anh buồn lắm, nhưng vẫn động viên, hỗ trợ cứu chữa. Bất chấp những lời đồn đại cả hai không hòa hợp, Quang Tèo kêu gọi anh em nghệ sĩ ủng hộ Giang Còi, rồi còn rủ anh đi diễn để kiếm thêm thu nhập, chạy chữa bệnh tình. Bản thân Giang Còi cũng rất lạc quan, chẳng hề tỏ ra buồn đau bi lụy cho số phận. Thế nhưng bệnh đến như vũ bão, còn con người lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt tột cùng. Đêm ngày 4 tháng 8, Giang Còi ra đi, để lại một mình Quang Tèo ở lại. Không còn một cặp bài trùng, tung hứng vui nhộn trên sân khấu hài, cũng chẳng còn đôi anh em bạn diễn chí cốt ở cả trường quay lẫn ngoài đời thực. Một người nghệ sĩ từng cống hiến hơn nửa đời người cho sự nghiệp nghệ thuật với vô số các vai diễn trên sân khấu hài, màn ảnh nhỏ, giờ đây mãi mãi không còn nữa. Giang Còi ra đi khiến khán giả vô cùng tiếc thương, cũng để lại cho Quang Tèo một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Mến chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính.